mà cái khí của bạn ấy mà nó vững, nó mạnh ấy, thì cái yếu tố thật thà ấy, cái tinh thần của bạn ấy nó an yên ấy. Bạn cũng là cái người ấy, bạn thật thà ấy, rất vững, khí của bạn rất mạnh. Còn nếu như bạn là cái người à, bạn là cái người kiểu như bạn lo lắng nhé, khí bạn nó mất liền ấy, nó không tụ, trông vậy thôi. Hay là bạn là cái người bạn cứ muốn người khác công nhận này, muốn chứng tỏ chứng minh này, muốn thanh minh, muốn giải thích này, ừ, muốn lấp liếm một cái gì, khí mất liền. Nó trông vậy, nó bay đi đâu, nó mất liền ấy. Mình nói cái này nó hơi, bạn nào phải nghiên cứu cơ thì bạn sẽ hiểu được. Còn mình nói cái này thì nó hơi ấy tí, nhưng mà đại loại là như vậy. Cái khí để mà tụ được hay không ấy, do cái tâm rất là nhiều. Thế những cái người thế nên bạn cứ thấy là những người thật thà, bạn thấy người ta mạnh, người ta có sức mạnh ấy. Bạn cứ để người thật thà, người trung thực, nhìn họ mạnh mẽ lắm. Còn những cái người mà kiểu rất kém thật thà, bạn nhìn người ta kiểu ở trong ấy. Xin chào quý vị và các bạn. Được một hai hôm trời nó mưa mưa, đâm ra thời tiết nó mát mát, cảm giác nó dễ chịu. Mình nói quý vị là như này này, cái thời tiết nó mát ấy, thì mình ngồi trong phòng điều hòa, nó không khí nó cũng khác hẳn, nó cũng dễ chịu hẳn. Còn cái trời mà kiểu như là nóng quá ấy, nóng đực quá ấy, thì kể cả là ngồi trong phòng điều hòa, cái cảm giác cái không khí, cảm giác nó vẫn mệt, nó vẫn khó chịu. Đúng không? Các bạn cứ để ý. Các bạn cứ để ý. Đúng không? Thôi thì mong là nhanh nhanh chóng chóng thời tiết chuyển sang mùa thu, thời tiết nó mát mẻ cho nó dễ chịu. Đi ra ngoài đường nó cũng cảm thấy nó cũng dễ chịu, nó cũng thoải mái. Trời nóng quá không được, mà trời đến lúc mà sang hẳn mùa đông, mùa đông nó lại lạnh quá thì cũng khó chịu. Cứ mùa thu là thích nhất. Thế này nhé, trong cái nội dung của cái video ngày hôm nay, thì mình sẽ chia sẻ đến quý vị cùng các bạn những cái nét tướng nha, những cái nét tướng của cả nam cả nữ, và những cái đặc điểm luôn, để mà nói về một cái người mà người ta là cái người, người ta tốt, cái tướng người tốt, mà người ta lại là những cái người, người tốt nhưng người ta lại lắm lộc. Người ta lắm lộc, bạn nhớ nha. Cái người mà kiểu như là ít lộc thì nó có cái nét tướng khác, mà cái người mà lắm lộc ấy thì họ có cái nét tướng khác. Chúng ta nhìn là chúng ta biết. Cái nội dung này mình dành cho cả nam lẫn nữ, các bạn chú ý đón xem. Thế này nhớ, thường thường là người ta cứ hay nói là như này này. Các bạn nhớ là thế này, trong cuộc sống người ta cứ hay có những cái câu nói là thế này. Những cái người mà người ta chưa tốt thì người ta thường, người ta lại thường là người ta có cái này có cái kia. Người ta lại thường là thành công. Còn những cái người mà tốt thì họ lại thường là kiểu như là thua thiệt. Ok, mình nói phần nào thôi nha.
cái tư duy đó nó chỉ là phần nào thôi. Các bạn cứ hãy nhớ với mình là như vậy. Cái tư duy đó nó là phần nào thôi. Bởi vì như thế này này, bởi vì những cái người xấu ấy, người ta có thể nha, người ta có thể có cái này có cái kia, người ta lên được đấy nhưng mà người ta xuống nhanh lắm. Người ta có nhưng mà người ta có người ta lại mất ngay mà, người ta không giữ được, trước sau người ta cũng mất. Còn những cái người tốt ấy, cái người nào là cái người tốt mà họ là cái người họ chưa được cái gì nha, họ thua thiệt thế này thế nọ thì họ có một cái yếu điểm. Cái yếu điểm là cái tốt của họ ấy là kém hiểu biết. Cái tốt của họ nó kém đi cái thông minh, kém đi cái trí tuệ, nó kém đi cái giới hạn, đúng không? Nó kém đi cái nguyên tắc. Chính vì kém như vậy thì đâm ra là nhiều khi thua thiệt là đúng rồi nhá. Nhiều khi thế này thế kia là đúng rồi. Còn có những cái người tốt mà người ta lại là những cái người ta hiểu biết ấy. Người ta hiểu biết. Người ta hiểu biết. Mình chỉ nói là người tốt mà người ta hiểu biết. Người ta sướng như thường. Mà cái sướng người ta nó bền vững. Cái sướng của người ta bền vững. Có những bạn có những cái môi trường, sống trong những cái môi trường mà kiểu như là tốt nhưng mà toàn bị người ta lợi dụng ấy, thì nó chỉ là ở trong những cái môi trường, không phải môi trường nào cũng thế, không phải môi trường nào cũng thế. Đúng, có những cái môi trường nếu bạn là cái người bạn kiểu như là bạn tốt quá ấy, sẽ bị người khác người ta lợi dụng, đúng không? Người ta lợi dụng, người ta đeo bám đủ các kiểu. Nhưng mà có những cái môi trường thì các bạn cũng tốt bao nhiêu bằng thừa, ok, càng tốt càng tốt, tốt chỉ có lợi cho các bạn. Nó tùy từng cái môi trường, tùy từng môi trường. Thực ra là mình nói với quý vị là như thế này, mình nói các bạn là như thế này này, các bạn cứ thấy là cái quy luật ý, cái quy luật của cái trái đất mình ý, nhá, quy luật đấy. Cứ cho đi rồi nhận lại, cứ cho đi nhận lại, cho và nhận, cho và nhận. Nó là cái quy luật. Mặt đất, đúng không? Các bạn để ý nha, mặt đất cho rất nhiều. Vạn vật sinh sôi từ mặt đất, đúng không? Mọi thứ đều sinh sôi từ mặt đất. Cái thực phẩm chúng ta ăn từ mặt đất nó nhoi lên, đúng không? Mặt đất cho rất nhiều. Nhưng mặt đất ấy cho bao nhiêu ấy thì cũng nhận lại bấy nhiêu. Các bạn hãy nhớ đấy. Chả mất đi đâu. Đấy, lúc nào mà chúng ta cứ tĩnh tâm thì chúng ta nhìn, chúng ta tự dưng chúng ta để ý được cái điều đó. Đâu có mất đi đâu. Cho rất nhiều. Bạn lấy cái gì lên từ đất thì sau này bạn cũng trả về đất. Bạn cứ đi. Đến cây, mình nói nha, đến cái cây cỏ, đúng không? Đến cái cây cối, đến cái cỏ, đủ các loại. Nó vươn lên, nó sống, nó sinh, nó sống. Đến khi mà lá nó rụng hay là nó chết thì nó cũng ngã xuống đất. Rồi là dinh dưỡng lá liếc của nó cũng tan, nó cũng khô, nó mủn, nó tan, nó ngâm xuống đất. Thì đất mới có dinh dưỡng nhé. Còn nếu mà không, nó không nhận lại thì đất thành ra đất bạc màu. Các bạn nhớ đấy, cái kiểu là như vậy. Rồi là tưởng chừng như là các loài động vật. Động vật thì ăn cây, ăn cỏ, đúng không? Ăn cỏ, ăn lá. Ừ thì nó ăn đấy. Đến khi nó chết đi thì cái thịt của nó ấy, thì cũng nằm ở dưới đất. Nó thối giữa nằm dưới đất. Nó chui xuống đất, đất nó hút dinh dưỡng. Thì đất nhận lại đi có gì nữa. Cái loài ăn thịt
thì nó khi nó chết đi thì nó cũng nằm ở dưới đất chứ. Thì nó tan biến ở trong cái lòng đất chứ. Loài ăn cỏ thì kiếm sống nó nhàn quá. Ở đâu chả có cỏ. Kiếm nhàn quá thì chấp nhận là nhiều khi là cũng phải nhanh nhanh mắt, nhanh chân, nhanh tay để còn chạy thoát khỏi cái nanh vuốt của những cái loài ăn thịt chẳng hạn là như vậy. Còn ăn thịt thì cứ ăn thôi, ăn cái loài ăn thịt thì nó cứ ăn thôi, nhưng mà nó chết thì nó vẫn cứ trả về lòng đất. Nói chung là đất là ý mình nói là gì? Ý mình nói là cái mặt đất ý, cho rất nhiều mà cuối cùng cũng nhận về. Nó là cái cân bằng ý. Cho đi rồi nhận lại. Các bạn cứ để ý, mọi thứ nó đều trở về cái cân bằng. Cái gì cũng vậy. Cái gì cũng vậy, nó đều trở về cái trạng thái cân bằng. Các bạn cứ nhớ thế. Hay kể cả là cái cơ thể của chúng ta. Chúng ta hít vào thì chúng ta hít vào bao nhiêu, chúng ta thở ra bấy nhiêu. Hít nhiều thì thở nhiều, mà hít vào ít thì thở ít. Đơn giản là như vậy thôi. Đều rất là cân bằng, đúng không? Kể cả là cái âm cái dương trong người, trong cơ thể của chúng ta đấy thôi. Dương nhiều quá không tốt, dương nhiều quá là ốm, mà âm nhiều quá thì cũng ốm. Nó đều phải cân bằng nhau, đúng không? Các bạn cứ để đi, mọi thứ trông vậy thôi, nó đều là cân bằng đấy. Thôi được rồi, thế bây giờ các bạn chuẩn bị, các bạn lấy gương nhé, các bạn lấy gương ra để các bạn xem chính bản thân các bạn nhé, các bạn xem chính bản thân các bạn. Sau đó là các bạn có thể là các bạn để ý, các bạn nhìn người khác, các bạn xem như thế nào. Cái người tốt ý, mà lắm lộc ý, thì họ sẽ có những cái nét tướng như thế này. Bạn hãy để ý cho mình. Cái đầu tiên mà không thể thiếu được nhá, không thể thiếu được, là mặt mũi của họ ý, cái người tốt ý, mặt mũi của họ ý, nhìn nó về. Cái này mình nói rất là nhiều. Nhìn nó phải cân đối. Nhìn nó phải cân đối. Đấy là cái thứ nhất, là nhìn phải cân đối. Nhưng mà cái chuyện mà người tốt mà lại nhiều lộc ý, thì nó lại phải đầy đặn. Cân đối và đầy đặn. Cân đối là chia đôi, chia ba ra. Bạn thấy cái tỷ lệ chia ba cái khoảng bằng nhau ấy. Rồi chia đôi ra thì hai bên này nó cân xứng, nó đối xứng với nhau, nó bằng nhau ấy. Nó càng bằng nhau ấy, thì càng là cân đối, đúng không? Còn không, cái người tốt ấy, mà mặt mũi mà người ta lệch lạc ấy, càng lệch lạc ấy, càng nguy hiểm. Có những người mặt lệch hết cả lên này, tai tiếc, tai cao, tai thấp, thì xong bắt đầu là tai bé, tai to, đủ các kiểu lệch lạc. Cái người lệch lạc thì là cái tâm lý của người ta, cái tinh thần người ta nó bị lệch lạc, cái suy nghĩ người ta nó không ổn định. Nhiều khi cũng khó lường, nhiều khi cái bản năng, người ta bằng cái bản năng. Còn cái người cân đối thì cái suy nghĩ, cái tư duy, cái tư tưởng người ta nó ổn định ý. Thì người ta có chiều hướng, người ta làm nhiều cái việc tốt. Còn để mà có lộc ý, thì là khuôn mặt của người ta ấy, nó phải đầy đặn. Những cái người đầy đặn thì thường là có lộc hơn. Cái lộc người ta nó bền.
lọc người ta nó bền, các bạn nhớ đấy, cân đối đầy đặn. Và nhá, mình nói cho những cái người ấy, những cái người mà kiểu như là người ta lắm độc ấy, các bạn nhìn vào cái điểm này các bạn biết luôn này, các bạn nhìn vào cái điểm này các bạn biết luôn này, cái đầu mũi là một, cái dái tai là hai, cái cằm là ba nha, là các bạn biết, các bạn biết là cái người nào là cái người lắm độc, các bạn nhìn các bạn biết. Cái người nào nhá, mình nói nhá, cái người nào mà cái đầu mũi, ok, cái đầu mũi của họ nó tròn, nó to, nó tròn, cái hình tròn, nó hình tròn to ấy. Cái hình tròn mà càng to thì càng lắm lộc. Nhưng mà cái quan trọng ở đây, quan trọng ở đây là như này này, cái đầu mũi của họ ấy, nhìn nó phải hơi hồng hồng, các bạn nhớ đấy, nhìn nó phải hơi hồng hồng, hơi hồng hồng lắm lộc lắm, hơi hồng hồng nhá, chứ đừng có đỏ nhá, đừng có đỏ quá nhá. Mình nói là thế này nha, các bạn nhớ là thế này này, vì sao mà cái người mà có cái đầu mũi mà hơi hồng hồng, người ta thường là cái người lắm lộc, vì sao mình lại nói thế? Cái thứ nhất là mình quan sát thực tế nó là như vậy. Cái thứ hai, bây giờ mình giải thích cho nó, phân tích cho nó kỹ này, mình phân tích cho nó kỹ này. Tim của một người nhá, nó hoạt động tốt, mọi thứ nó hoạt động tốt, chúng ta nhìn đầu mũi là biết. Tim mà hoạt động tốt ý, thì sức khỏe tốt, các bạn nhớ đấy, cứ tim hoạt động tốt là sức khỏe tốt. Mà tim mà hoạt động tốt ý, thì cái nội tạng trong cơ thể nó hoạt động tốt. Nó hoạt động tốt thì suy ra là đến tim nó cũng sẽ hoạt động tốt. Mà nếu mà tim mà hoạt động tốt ý, cái khí huyết ý, cái máu huyết ý, nó bơm ý, rất là đều đặn. Nó không bị cao mà nó cũng không bị thấp. Nếu như nó bơm ở cái trạng thái nó vừa phải thì cái đầu mũi nó sẽ hơi hồng hồng. Cái người đó người khỏe, có sức khỏe. Còn nếu như mà cái bạn nào mà kiểu đầu mũi mà đỏ, đỏ thì chứng tỏ là gì? Cái đầu mũi bạn mà đỏ quá chứng tỏ là kiểu như là cái huyết áp của bạn ấy nó cao. Cơ thể, cơ địa của bạn nó nóng. Mà nó nóng quá thì dương nó quá thì nó cũng không tốt. Bạn nhớ nhá, dương quá, nóng quá là sốt, là ốm đấy. Mà như cái người mà đầu mũi nó đỏ ấy, dễ là nóng nảy. Các bạn hãy nhớ cái điều đó. Thế nên ấy, nếu như mà cái đầu mũi của bạn ấy, mà nó trạng thái nó hơi hồng hồng nha, nó hơi hồng hồng, bạn là người có sức khỏe tốt, mà bạn thường là cái người có nhiều lộc. Cái người mà có sức khỏe tốt ý, là cái điện năng của người ta ấy, nó đầy đủ. Bạn nhớ đấy, cái điện năng đầy đủ, cái điện năng của bạn đầy đủ, cái năng lượng của bạn nó tốt, bạn hút những cái may mắn. Nhiều khi nó lại là thế nha. Còn nha, nếu bạn nào nha mà kiểu như là cái đầu mũi của bạn ấy
mà nó lại kiểu như là nó lại hơi đen đen, nó xám xám đen đen ấy, thì đương nhiên là không tốt. Đương nhiên là không tốt. Các bạn cứ nhớ là thế này này, trong ngũ hành ấy, kim thủy mộc hỏa thổ, đúng không? Kim thì tượng trưng cho là hỏa, còn thủy, thủy là màu đen, hỏa thì là màu đỏ, thủy thì là màu đen, mà thủy thì tượng trưng cho thận. Cứ cái gì mà nó liên quan đến kiểu như là cái sắc mà nó đen, nó ám trên mặt thì nó đen ấy, thì là cái thận của bạn ấy, nó có vấn đề. Thận có vấn đề, kể cả môi bạn đen ấy, nhá, cái môi, cái miệng bạn mà đen ấy, là thận có vấn đề. Mà thận ý, thì thực ra nó lại liên quan, nó ăn liền với cả tai. Các bạn nhớ. Thế nên những cái người nằm bên dái tai mà nó hơi xám xám, hơi đen đen là thận y rằng là có vấn đề. Cái kiểu như thế, nói chung là liên quan nhiều thứ lắm. Nó liên quan nhiều thứ lắm. Nếu mà để mà đi sâu về những cái thứ này thì hôm nay mình không đi sâu về những cái thứ đó, nhưng mình chỉ nói qua thôi. Mình nói qua về những cái nét tướng, những cái đặc điểm của cái người vừa tốt vừa lắm lộc, để cho chúng ta nó dễ hiểu tí. Đấy, các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn cái đầu mũi của các bạn ấy, nó càng to nó càng tròn, mà cái sắc của nó lại hơi hồng hồng. Các bạn thường là cái người lắm lộc, thì thường là cái người lắm lộc. Những cái bạn này thì ok, các bạn là cái người tốt và lắm lộc. Những cái người nha, bạn nhớ nhá, cái đầu mũi mà to mà tròn ấy, nó có thịt ý, to nó tròn ấy, thì họ thường là những cái người họ bao dung được, họ biết nghĩ đến người, họ biết nghĩ đến người, họ làm cái gì họ biết quan tâm người khác, họ khoan dung, họ bao dung được, không để bụng nhá, không để bụng, không bực tức vô cớ, không nóng nảy vô cớ, không nóng giận vô cớ. Nhưng mà giỏi đấy, những cái người như vậy, những người thường là những người giỏi, những người có nghị lực đấy. Họ không nóng giận vô cớ, nhưng khi mà họ nóng giận ý, thì nó lại có cớ, nó lại rất là ok, rất đúng lúc, rất đúng lúc, đúng chỗ. Mình nói nhá, cái người mà cái kiểu như là cái người mà lúc nào nóng giận ý, thì nó bị nhàm, nó bị nhàm, mọi người người ta không nể. Bạn ấy nóng giận ấy, đúng lúc đúng chỗ kịp thời ấy, thì người ta nể. Cái lúc cần nóng thì lại không nóng, rồi cái lúc mà không cần nóng thì lúc nào cũng tỏ ra là nóng, là giận, thì người ta coi thường, người ta thấy bình thường, không, người ta không để ý. Còn bạn đúng lúc đúng chỗ, cái lúc mà cần nóng ấy, thì bạn nóng, người ta tôn trọng bạn, bạn thành công. Đúng không, bạn để đi. Mà hơn nữa nhá, mình nói nhá, những cái người kiểu cái mũi, cái đầu mũi người ta nó tròn đi, rất hay gặp may mắn, rất hay gặp may mắn. Mà những cái người đó, người ta làm cái gì được cái là như này này, người ta làm cái gì người ta bền bỉ, ý, người ta cần cù, người ta bền bỉ, người ta chăm chỉ. Cái người như vậy họ lại là cái người kiểu như là họ không thích ngồi chơi đâu, không thích ăn không đâu. Thường là cái người chịu khó, là cái người có ý chí, là người chăm chỉ chịu khó, làm cái gì là làm đến nơi đến chốn, làm đến nơi đến chốn. Thường là cái người tốt bụng nữa, các bạn nhớ, thường là cái người tốt bụng. Quản lý tài chính cũng giỏi, họ cũng là những người họ biết quản lý tiền bạc,
biết quản lý tài chính. Chứ còn những cái người, mình nói những cái người kiểu như là cái đầu mũi của bạn ấy, mà nó nhỏ ấy, có những bạn đầu mũi nó nhọn ấy, cái lộc nó không nhiều, cái lộc, cái may mắn nó không nhiều. Nếu như đầu mũi của bạn mà nó kiểu như là nó trơ xương ấy, nó nhọn ấy, không có thịt ấy, lộc kém. Bạn nào nhá, mũi của bạn ấy nó chưa được to nhưng mà cái đầu mũi của bạn nó tròn ấy, thì bạn cũng cứ yên tâm, bạn vẫn là cái người có may mắn ấy, vẫn là cái người có may mắn. Nhưng mà tuy nhiên là cái lộc, cái may mắn của bạn nó không thể bằng cái người mà mũi nó to mà cái đầu mũi nó tròn được. Mũi bạn nhỏ ấy thì nói chung là mũi nhỏ nhá, mà lại cái đầu mũi lại nhọn nhá, thì rất kém. Nhưng mũi nhỏ mà đầu mũi tròn, vẫn tròn mà có thịt ý, thì vẫn có lộc. Cứ hết lại có, hết tiền lại có. Cứ hết tiền lại có. Nhưng mà mỗi tội là kiểu như là bạn làm cái gì bạn không, bạn làm cái gì bạn kiểu như là bạn, cái ý chí của bạn đi nó không bền, nó thiếu bền ý. Cái kiên nhẫn của bạn nó chưa được kiên nhẫn. Nhiều khi bạn làm cái gì bạn dễ kiểu như là khó khăn một tí là bạn nản, khó khăn một tí là bạn bỏ cuộc. Nhưng mà được cái là vẫn có lộc, cứ hết tiền lại có, hết tiền lại có, kiểu là như vậy. Được cái là quan hệ bạn bè mọi người cũng nhiều người cái đáng quý. Cứ miễn là đầu mũi tròn có thịt là sống tốt. Là sống biết quan tâm đến người khác. Đúng không? Bạn cứ để đi. Bạn để cái giái tai cho mình. Để cái giái tai cho mình. Đây này, cái giái tai đây này. Cứ cái giái tai của bạn nhé, mà nó tròn nhá, cái giái tai này mà nó dày nhá, mà nó sáng, nó sáng, nó hơi hồng hồng một tí thì càng tốt. Nó mọng, giái tai nó mọng rất tốt. Bạn là người tốt, bạn là người tốt, có giái tai là người tốt. Có giái tai là người có phúc. Có giái tai là cái người có lộc. Đấy là cái tướng lắm lộc đấy. Tướng lắm lộc đấy. Cái bạn nào như mình nói nhá, cái bạn nào mà kìa như là tai của bạn mà nó to ấy, xong nó lại cong, xong lại còn có giái tai, cái thùy râu nó nổi lên ấy. Các bạn đấy vừa thông minh vừa lắm lộc. Có tài, vừa cá tính, vừa thông minh, vừa lắm lộc, vừa có tài, đại loại là như vậy. Thường thường là mình cứ nhìn mình thấy toàn thấy là những cái người mà tai người ta kiểu như là cái giái tai người ta nó dày, giái tai nó dày, nó hồng hào, nó sáng sủa, nó mọng ấy, nó mọng. Cái người nào cũng có tiền, người nào cũng sung túc, cái số người ta, cái người nào cũng sung túc. Còn cái bạn nào mà kiểu như là cái tai bạn mà kiểu như là nó quá mỏng ấy, thì nhiều khi mình thấy là kiểu cái phúc, cái lộc nó chưa được nhiều, vất vả. Tai mỏng nhiều khi vất vả lắm. Mà cái của đáng tội là bạn vất vả, nhưng mà nhiều khi cái bạn không có ý chí, tai mỏng và bạn thiếu ý chí.
Có thể là bạn bảo bạn làm từ sáng đến tối bạn làm, bạn cứ làm một cái việc gì bạn làm, bảo bạn làm cái gì bạn làm. Nhưng mà bảo bạn đi làm thuê bạn làm được, chứ bảo bạn làm chủ bạn không thể làm được. Thứ nhất là bạn bạn không có chí. Có thể là cho bạn bạn làm bạn vất vả, nhưng mà ai bảo bạn làm cái gì bạn sẽ làm. Nhưng bảo bạn nghĩ ngợi này, bạn sáng tạo này, rồi bạn thế này thế kia ấy, bạn học hỏi hay là như thế nào đó, bạn không làm được. Khó. Hay là nhiều khi kiểu như là cái áp lực ấy, cái áp lực nó đến với bạn ấy, bạn không chịu được, không chịu được áp lực. Mình nói là cái người mà kiểu như là cái áp lực mà không chịu được ấy, khó mà thành công, khó mà có lộc lớn lắm. Phải chịu được áp lực. Nói gì các bạn, mình để xa cái máy quay quá ấy. Khi mà mình để xa cái máy quay quá, mình nói mình cảm thấy nó bị mệt. Mặc dù là kiểu như là nó có mic, nhưng mà nó bị cái là như này này, nó bị cái là khi mình nói mình nhìn ấy, khi mình nhìn vào cái máy quay ấy, nó bị xa ấy. Thì cái ánh nhìn mình xa nó làm mất cái năng lượng, cảm giác là nó mất cái năng lượng đi. Đấy, mình vừa kéo gần vào một tí thì nó đỡ hơn, kéo gần cái máy quay vào một tí nó đỡ hơn. Chứ để xa mình phải nhìn ra là kiểu như cái năng lượng nó mất, nó kém. Mà đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kiểu như là cái cảm giác ấy. Cái cảm giác ở trong đầu ấy là nó xa, là kiểu nói phải với. Đấy là cái cảm giác. Cái cảm giác nó cũng làm cho chúng ta ấy, cái khí nó bị kém đi. Ý, nghĩa là cái tâm ấy, cái tinh thần ấy, cái khí nó mạnh hay không ấy, thì cái tinh thần ấy đóng vai trò rất quan trọng. Đóng vai trò rất là quan trọng. Các bạn cứ nhớ. Những cái bạn là mình nói là những cái bạn mà kiểu như là tai mỏng ấy, bạn thà để cho người khác người ta chỉ đạo mình ý, mình nhàn cái đầu, còn hơn là mình nha, mình phải chỉ đạo người khác mà mình nặng đầu. Nghĩa là bạn cũng là những cái người bạn bạn nói ai, bạn góp ý ai mà thế này thế kia ấy, mà không được ý, bạn không bạn cũng thiếu, bạn thiếu cái nhẫn nại luôn ý, là bạn không nói, bạn nói một hai lần người ta không nghe, bạn không nói nữa, kiểu là như vậy. Hay là người ta kiểu như là thế này thế kia, người ta cãi lại bạn, bạn lại khó chịu, bạn mất kiên nhẫn, thậm chí là nhiều khi bạn bực lên ấy, bạn bực luôn ấy. Cái kiểu là như thế, tai mỏng đấy. Mà cái người tai mỏng thi thoảng hay ốm đau lắm, sức khỏe cũng không được tốt. Sức khỏe không được tốt. Bạn nhìn cái cằm cho mình. Thường thường là những cái người tốt, cái cằm người ta ấy, các bạn nhìn các bạn thấy nó tròn. Cằm thường là tròn, đầy đặn nha, những cái người tốt ấy. Các bạn nhìn vào cái cằm cho mình. Cân đối nha. Cầm đây này, nó phải là cân đối, đừng lệch, đừng lệch.
Nhiều khi cái cằm của bạn mà nó lệch ý, bạn chưa phải là người thật. Thì cằm mà lệch, cằm mà vẹo, nhiều khi kể kể cả là bạn là những cái người vẫn chưa phải là cái người vững vàng, trách nhiệm bạn nó chưa cao. Nếu cằm của bạn mà nó vẹo, nó lệch, nhiều khi là kể cả là cái lời tiếng nói, cái từ, những cái lời nói, lời hứa của bạn ý, người ta cũng khó mà tin. Từ cái lời hứa, lời nói, người ta cũng khó tin. Cằm ấy, nếu như bạn nào ấy có nọng cằm thì cũng rất là tốt, lắm lộc. Các bạn cũng là người tốt nếu như cằm bạn vừa đầy đặn vừa tròn mà lại có nọng cằm cằm đôi, người ta gọi là cằm đôi. Lắm lộc. Đang chia sẻ với các bạn thì hãy tự dưng để có điện thoại. Đấy, mình nói quý vị là như này này, các bạn cứ nhìn vào cái cằm cho mình nhá. Cái người nào mà kiểu như là cái người mà cái tướng của bạn ý, mà cái cằm của bạn nó đầy đặn, nó tròn ý, nó cân đối, nó tròn, nó đầy đặn ý, các bạn đều là những cái người mà kiểu như là, nói chung các bạn lắm lộc lắm. Có nọng cằm nữa thì càng lắm lộc. Những người đó thường là những người tốt, thường là những người người ta có tài, người ta có tài, người ta tốt, người ta có hiểu biết, người ta tốt, và người ta làm cái gì người ta có trách nhiệm, thế đâm ra người ta lắm lộc lắm. Những cái người như vậy người ta lắm lộc. Các bạn cứ nhớ đấy, mình nói là như này nha. Các bạn cứ nhớ là thế này này. Bạn là cái người ấy, nếu như bạn là cái người tốt thì những cái người ấy, người ta có tài, người ta tử tế, người ta rất trân trọng bạn, người ta rất yên tâm bạn, người ta làm cái việc gì nó lớn lớn đi là người ta rất yên tâm bạn. Dĩ nhiên là mình vẫn phải nói nhá, cái tốt của bạn ấy, nhưng là cái tốt có hiểu biết. Cái tốt cái hiểu biết nhé, nghĩa là bạn phải biết đối phó với người tốt và biết đối phó với những, nghĩa là bạn phải biết cách sống với người tốt và biết đối phó với những cái người mà chưa tốt, thì đấy mới là cái người tốt lắm lộc. Chứ bạn đừng có nói là bạn là cái người tốt mà kiểu như là bạn ngu ngơ, bạn chẳng hiểu cái gì cả, ai như thế nào như thế nào, bạn đối xử, bạn không, bạn đối xử với ai cũng cái kiểu như là bạn nhẹ dạ quá nhá, nhẹ dạ cả tin. Cái tốt đó chưa phải là tốt. Cái người nha, mình nói nha, cái người cái cằm người ta nó tròn, nó đầy đặn đấy, thì họ là những cái người, nếu như họ là cái người họ làm chủ, họ làm sếp ấy, thì nhân viên ở dưới rất chân thành và trung thành với họ, rất chân thành và trung thành. Bởi vì nhá, họ là những người nhá, họ biết quan tâm, họ biết quan tâm đến cấp dưới, biết quan tâm đến cấp dưới, và họ cũng biết huấn luyện cơ, cũng biết đào tạo, biết giáo dục cấp dưới cơ. Thường là như vậy, rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà cái nhẹ nhàng của họ ấy, nó lại có kiểu như là có uy, nhẹ nhàng nhưng cái nhẹ nhàng lại có uy. Ê, các bạn cứ để ý.
Những cái người này thì họ thường là những cái người họ làm bất cứ một cái gì, khi họ nhận lời họ làm, họ khi họ đã nhận lời với bạn, họ làm bất cứ một cái gì, họ làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng luôn. Mà họ ấy, cái kiểu như bên trong họ ấy, nói gì thì nói, bên trong họ luôn có, người ta gọi là luôn có cái, luôn có cái lòng trắc ẩn ấy. Cầm tròn ấy, cầm tròn và đầy đặn, mà kể cả là cầm đôi, nọng cầm, toàn là như vậy, bên trong họ có lòng trắc ẩn. những cái người mà kiểu như là người ta sống trong những cái môi trường mà chật hẹp ấy, mà thế này thế kia ấy, thì người ta cứ hay nghĩ nha, người ta cứ hay nghĩ là người ta bảo là cái người này tốt như thế này, kiểu gì trước sau cũng thua thiệt, kiểu gì thế này thế kia, nhưng mà không phải thế đâu. Bạn hãy nhớ là không bao giờ là phải là như thế nha. Không bao giờ phải là như thế. Bạn có tinh quái đến đâu tinh quái, nhưng mà nếu bạn là cái người mà thiếu tử tế, không phải là cái người tử tế, không có uy tín ấy, thì bạn không tồn tại lâu, không bao giờ là tồn tại lâu. Nếu như bạn là cái người mà thiếu cái uy tín, bạn tinh quái như nào tinh quái nha, tinh quái nào tinh quái, bạn không uy tín, không tử tế, không tồn tại lâu được đâu. Cái lộc bạn nó không bền đâu. Hôm nay bạn làm ăn với người ta, ok, hôm nay bạn làm ăn với người ta, người ta làm ăn với bạn, bạn để cho người ta thiệt một lần, ok, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần sau mình nói người ta, bạn gặp phải cao thủ, ok, người ta cứ giả vờ, người ta ngu ngơ nhé, coi như người ta không biết, coi như là người ta ok, người ta nhìn thấy bạn là cái kiểu bạn rồi, người ta rình rình, người ta làm lại cho bạn một quả là bạn tiêu đấy, trông vậy thôi. Nhiều người ở đời người ta cũng kinh khủng lắm, người ta quái thủ lắm. Nếu như bạn là cái người mà bạn không, bạn kém cái, người ta gọi là kém cái sòng phẳng ấy, kém cái kém cái tử tế, thì kiểu gì kiểu mà của thiên giả địa, của thiên giả địa đấy. Nếu bạn sống, bạn cứ cho rằng là cái kiểu như là bạn sống thủ đoạn, nó là ok, nó được cái này được cái kia, của thiên giả địa. Thế nên các bạn nào nhá, mình nói luôn nhá, nếu như các bạn nào ấy mà trong bạn ấy, cái tư tưởng, cái tư duy của bạn ấy, cái cách sống của bạn ấy, nó là theo cái kiểu mà sống văn bở, sống thủ đoạn ấy, không bền đâu, lộc bạn không bền đâu. Mà những cái người đó trước sau cũng khó khăn vất vả nhá, vất vả lắm, làm ăn cái gì vất vả lắm, khó khăn lắm, không làm lớn được đâu. Người ta làm lớn người ta phải thật thà chứ, bạn nhớ đấy, làm lớn là phải thật thà chứ, phải uy tín chứ. Chứ đường này nhiều khi hơi thiệt thòi một tí, cứ này cứ nọ, cứ thấy hớ một cái, thấy thiệt một cái là bắt đầu kiểu như là dở mặt, không làm được lớn đâu, không làm được cái gì đâu, đúng không? Có khi kiểu vậy chỉ lặt vai là vặt, làm cái gì đó là vai là vặt thôi, vặt vãnh thôi. Còn càng là những người uy tín thì càng là những người ta sống trách nhiệm ấy, người ta uy tín ấy nhá, người ta không tèm nhèm, không tèm nhèm đâu. Bạn làm cùng người ta bạn yên tâm luôn, làm lâu dài luôn, làm yên tâm luôn, bạn hợp tác với người ta, bạn làm bất cứ cái gì người ta yên tâm luôn. Cái người như vậy người ta mới làm những người cái lộc người ta nó mới bền, người ta mới là cái người lắm lộc, mới là cái người tốt, mới là cái người tốt, cái người lắm lộc.
bây giờ là mình thấy là nhiều khi ở trên mạng là người ta cứ chia sẻ với nhau, người ta cứ giáo dục nhau những cái kiểu như là những cái thủ đoạn, những cái mánh khóe, những cái này cái nọ. Mình xem mình bảo thôi chết, như này là nguy hiểm, như này là nguy hiểm. Ok, bạn có thể là bạn bạn chia sẻ với người ta là tốt nhưng phải có nguyên tắc, tốt nhưng phải có giới hạn, thì mình đồng ý. Chứ bạn lại chia sẻ người ta những cái thao túng, những cái âm mưu, những cái thủ đoạn, những cái mánh khóe, mình nói thừa. Càng ngày con người ta văn minh ấy, thì càng ngày người ta càng phải là những cái người người ta có uy tín, kể cả người ta thua thiệt nhưng người ta có uy tín, người ta mới là những cái người người ta làm được việc lớn, người ta mới là những cái người cái lộc người ta nó bền. Các bạn cứ nhớ đấy. Chứ còn bạn bây giờ bạn lại kiểu như là không ổn nha. Đấy, bạn cứ nhìn cho mình, nếu như bạn nào ấy, bạn nào là những cái người mà có kiểu như là cái cằm của bạn ấy nó cân đối, nó đầy đặn, nó tròn, nó đầy đặn nha, nó cân đối, cằm có nọng cằm được, ok, bạn rất là ok, lắm lộc, vừa là người tốt vừa lắm lộc. Bạn lắm lộc hay không ấy, bạn lại nhìn cái điểm này nữa cho mình này. Nhìn hai bên má cho mình. Má là vì sáng nha. Má là vì sáng. Má sáng. Hai cái bên má này nó sáng lên này. Lắm lộc. Cái bạn nào mà kiểu như là hai bên má của bạn ấy mà nó xanh xanh ấy, hay nó hóc vào ấy, hay là nó tối, không có lộc, không có lộc, không có lộc, các bạn thấy cái lộc nó kém, cái lộc rất là kém. Má của bạn mà đầy đặn mà sáng thì bạn cứ yên tâm, bạn rất lắm lộc. Mà những cái người má mà đầy đặn ấy mà sáng ấy, họ cũng là những cái người họ làm cái gì thì họ cũng biết người biết ta, lợi là lợi chung. Chứ còn những cái người nha, mình nói là những cái người nào mà kiểu như cái má của họ nó hóp vào ấy, rồi là cái lưỡng quyền này này, nhìn nó trơ xương ra nó nhọn ấy, trơ xương ra nó nhọn ấy, người ta làm cái gì người ta chỉ biết họ thôi, bạn nhớ đấy, họ làm cái gì họ kiểu như là họ chỉ biết họ thôi. Thậm chí là chụp giật, làm như kiểu là làm một lần đây sao, cứ lợi, cứ có lợi là làm, bạn thiệt không cần biết. Ừ, một lần cũng được, xong là thôi, ích kỷ lắm, chỉ biết mình thôi. Những cái người như vậy về hậu khổ lắm, người như vậy về già về hậu khổ lắm nhá, về hậu rất là khổ. Cái cuộc sống người ta, nhất là trong công việc, trong làm ăn thế này thế kia, nó đòi hỏi cái bền bỉ, nó đòi hỏi cái bền bỉ, nó đòi hỏi cái sòng phẳng. Đường này bạn làm cái gì, bạn cứ nhận cái phần hơn về bạn, để cho người khác thiệt thòi thì làm sao người ta hợp tác với bạn được, làm sao người ta tin tưởng bạn được, làm sao người ta có hứng người ta làm ăn với bạn được. Bạn cứ để đi, mọi thứ nó muốn lâu bền hay muốn lâu dài, cái lợi ích ý, nó phải luôn luôn nó ok với nhau, nó phải có lợi ích với nhau, qua đi qua lại chứ. Chứ đường này bạn cứ tham quá, vừa tham vừa kiểu như là vừa tham với ích kỷ quá, vừa chụp giật ý. Cái nhìn của bạn là cái nhìn nó ngắn ý, tham bắt bổ mâm ý. Nó không lâu bền, không lâu bền thì làm cái gì, không lâu bền bạn không làm được cái gì đâu. Bạn mà cái kiểu như bạn sống thế này thế kia, tự bạn làm cho bạn đau khổ ấy, tự bạn làm cho bạn đẩy bạn vào cái con đường mà túng quẫn ấy. Thế nên mình thấy là những cái người má hóp ấy, mà má nó tối,
quyền quyền nó nhọn nhô xương ra rất là nguy hiểm, mình thấy rất là nguy hiểm. Cái cuộc sống ấy, về càng về hậu người ta càng mà người ta chơi với những người xung quanh, cái mối quan hệ người ta nó không bền ấy, cái mối quan hệ người ta kiểu như là nó không bền, nó không chất lượng. Còn những cái bạn nào mà má của bạn nó đầy đặn nhé, má của bạn nó đầy đặn mà nó sáng ấy, các bạn đều là những người chơi được. Làm ăn hay là quan hệ hay bất cứ một cái gì kết giao cũng được, mình thấy là ok, toàn là những người cũng tử tế, đúng ra là cũng tử tế. Các bạn nhìn vào cái đôi mắt cho mình, cái người tử tế các bạn nhìn vào cái đôi mắt cho mình. Các bạn nhớ là thế này này, các bạn đừng bao giờ là các bạn cứ nghĩ là cái người mà mắt phải là thật hiền thì mới là tử tế, các bạn đừng bao giờ nghĩ thế nhá. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mắt của người ta nhiều khi nó nghiêm nghị, nó uy nghiêm nhá. Nhưng người ta tử tế, người ta vẫn là người tử tế. Và đôi khi người ta nóng lên cái thì mắt người ta quắc lên cái, người ta trợn lên cái, nhưng không thể đánh giá người ta là cái người không tử tế được. Bạn hãy nhớ là thế này này, những cái người tử tế thường là các bạn nhìn các bạn thấy họ kiểu thô, nhiều khi họ thô ấy. Những người thật và tử tế, nhiều khi bạn nhìn bạn tiếp xúc với họ bạn cảm giác như cái người là như kiểu tiểu nhân ấy. Ừ, người ta thẳng quá, nhiều khi người ta nói này nói nọ. Nó lại là như thế nha. Chứ còn những cái người bạn mà tiếp xúc bạn thấy họ khéo quá. Bạn thấy cái người này tại sao lại hoàn hảo thế nhờ, tại sao lại đàng hoàng thế nhờ, thế này thế kia, chưa chắc nha. Người ta mở mồm người ta nói nó khéo léo, nó đủ các kiểu thế này thế kia, chưa chắc. Thế nên bạn cẩn thận đấy. Cái người tử tế bạn nhìn mắt của họ nó cương trực. Nó cương trực. Và nhìn cái ánh mắt của họ ấy, nhìn nó có tình người, đừng có lạnh, sắc mắt đừng có lạnh quá nha. Ok, nếu như họ vào việc, cái công việc của họ, đây ví dụ cái công việc của họ, họ cần phải nghiêm túc, cần phải nghiêm khắc, cần phải giao vi, thì ánh mắt của họ nó phải thể hiện đúng cái tố chất công việc của họ. Chứ còn ngoài ra ấy, bình thường ấy, khi không ảnh hưởng không công việc nhá, là bình thường ấy, thì cái đôi mắt của họ ấy nhìn nó rất là ấm, nhìn nó rất là gần gũi. Đấy là cái người tử tế. Chứ còn bây giờ mình nói các bạn, có những cái người bình thường các bạn thấy mắt của họ rất là hiền, đúng không? Bình thường mắt rất là hiền, nhưng mà bạn khi mà người ta có xung đột đến cái lợi ích, ảnh hưởng đến quyền lợi người ta, ảnh hưởng lợi ích của người ta, bạn nhìn mắt cho mình, những cái người đó từ mắt hiền trở thành mắt dữ, kinh lắm. Người đó chưa thể nói người ta là cái người tử tế được. Xung đột quyền lợi đi. Ừ. Xung đột lợi ích đi, là bạn nhìn là bạn biết liền đi. Bạn nhìn là bạn biết liền đi. Đúng không? Nhưng mà nhiều khi những cái người tử tế nhé, những cái người tử tế, ok, xung đột quyền lợi hay lợi ích, Nhiều khi họ lại thôi họ cho, họ lại không tính toán nữa. Đôi khi họ lại thế. Còn cái người mà không tử tế, không bao giờ là chịu thua thiệt, không bao giờ chịu thua thiệt. Còn cái người người ta tử tế, nhiều khi người ta cam chịu ở trong vậy.
cũng không hẳn là người ta yếu đuối đâu nhá, nhưng mà thôi người ta biết, người ta nghĩ ở trong đầu người ta, đôi khi người ta cũng có thể là người ta tính toán được cái này nó không đáng, nó không đáng, người ta cũng có thể người ta cho qua. Hay là những cái người tử tế bạn đi đâu nhìn người ta nó kiểu như nó có một cái gì, họ đôi khi họ vô tư ấy. Họ vô tư ấy, chứ họ không soi mói, không xét nét, không tính toán kỹ đâu. Bạn nhớ đấy, mọi thứ họ thoáng, có một cái gì họ thoáng. Dĩ nhiên là mình không khuyên là nhá, mình nói rồi, mình nói các bạn rồi, mình vẫn cứ khuyên là như này này, chúng ta ấy phải biết nhìn người nhá, phải biết nhìn người, người nào là cái người tốt chúng ta phải đối xử tốt, còn cái người nào là cái người chưa tốt thì chúng ta phải có phương pháp của chúng ta, có cái giới hạn của chúng ta, có cái nguyên tắc của chúng ta. Chứ mình không khuyên các bạn là theo cái kiểu như là mình không gán nhãn cho các bạn để các bạn trở thành cái người tốt nhưng mà lại kiểu như là thiếu hiểu biết, lại thiệt thòi. Không, mình không gán cho bạn, mình không khuyên các bạn những cái điều như vậy. Với người tốt, chúng ta tốt. Mà tốt nhất ý, mình nói làm bất cứ cái gì nó liên quan, nó ảnh hưởng đến cái lợi ích mà nó lớn ý, thì nó phải rõ ràng. Bất cứ một cái gì, ok, tôi chờ bạn tin, bạn không tin, tin là chuyện của tin nha. Chuyện tình cảm không lẫn đến lợi ích, không lẫn đến công việc, không lẫn đến làm ăn, nói chung là không lẫn đến lợi ích. Tôi tin bạn, nhưng mà lẫn đến lợi ích nhá. Ví dụ mà có lẫn đến lợi ích hay là cái công việc hay bất cứ cái gì, nó phải rõ ràng, nó phải rõ ràng nha, nó phải rõ ràng. Phải nói chuyện với nhau đi, phải tranh luận với nhau cho nó rõ ràng đi, quyền lợi như thế nào, phải nói cho, nói ra cho nó rõ ràng, phần trăm như thế nào, giá cả như thế nào, thì đúng không? Mà nói chung là phải có nguyên tắc. Mình nói ví dụ có những cái trường hợp đơn giản là như này, thế này, tôi có thể tôi mời bạn đi ăn đi uống vài trăm nghìn một bữa hay là vài triệu một bữa, có thể đấy bình thường, nhưng bạn vay tôi 100-200 nghìn là bạn phải trả, vay tiền tôi là phải trả, bạn vay tôi 100 nghìn bạn phải trả, tôi nhớ tôi đòi 200 nghìn phải trả, đấy là nguyên tắc. Còn tôi mời bạn đi một bữa bao tiền được, nhưng bạn nợ tôi, bạn vay tôi, nhưng mà cái nhỏ nhỏ thì thôi ok, nhiều khi không, nói chung mình nói quý vị nó phải có nguyên tắc, chúng ta phải có nguyên tắc, đúng không? Mà tốt nhất với mình thì mình vẫn khuyên các bạn là như thế này này, cái chỗ nào lợi ích ý, thì nó là lợi ích, còn chỗ nào tình cảm là tình cảm. Nhưng mà nếu như mà cái chỗ nào mà tự các bạn nhé, tự bạn cảm nhận nhé, tự các bạn cảm nhận là cái lợi ích và cái tình cảm ý, nó có thể nó lẫn vào nhau, nó hòa được vào nhau và để nó phát triển, thì các bạn cũng nên uyển chuyển, cũng nên ok. Đấy là cái người thích nghi, đấy là cái người huyền truyền. Nếu như các bạn cảm thấy à, cái chỗ này lợi ích này mà lẫn đến tình cảm được này, nó càng củng cố càng tốt hơn. Nhiều khi nó là cái nhân duyên, nó là cái duyên,
mình cũng đừng có kiểu như là mình đừng có sách vở quá, đừng có nguyên tắc quá, hoặc là những cái chỗ này tình cảm nhưng mà dẫn đến cái lợi ích mà cũng để mà tin tưởng, để mà làm được, để mà phát triển lên được thì cũng ok. Nhưng mà cái trường hợp đó là cái trường hợp tự mỗi người phải cảm nhận. Nhưng mà còn bình thường thì mình cứ vẫn nói, bình thường thì tình cảm ấy thì là tình cảm, đừng có dính đến lợi ích. Còn lợi ích thì cũng đừng có dính đến tình cảm, tách bạch nhau ra. Thế là tách bạch nhau ra là tốt nhất, về lâu về dài cũng là tốt nhất, cũng là yên tâm nhất, đúng không? Mình nói là bạn bảo bạn là cái người tốt, bạn bảo bạn là cái người mà tử tế, tốt hay tử tế, bạn phải là cái người có học, bạn phải là cái người hiểu biết. Chúng ta phải là cái người chúng ta biết thì chúng ta mới biết thế nào là tốt, thế nào là tử tế. Chứ còn nhiều khi chúng ta chả biết, chúng ta chưa biết, chúng ta tưởng chúng ta là tử tế, nhưng mà khi mà xung đột động đến một cái chuyện gì chúng ta lại không kiềm chế được, lúc đó chúng ta mới bộc lộ ra, hay là người khác người ta cũng bộc lộ ra, thì lúc đó chúng ta ua, đúng không? Nhiều khi chúng ta phải hiểu biết, chúng ta phải hiểu cái bản chất. Cái cuộc đời này người ta tốt với bạn hay là người ta xấu với bạn là do bạn là chính. Bạn cho người ta cái cơ hội, bạn giáo nghĩa là gì? Bạn huấn luyện người ta xấu với bạn thì người ta xấu với bạn, mà bạn huấn luyện người ta tốt với bạn là người ta sẽ tốt với bạn. Chúng ta ấy, các bạn cứ nhớ đấy, nhiều khi nó là như vậy đấy. Chứ bạn đừng có nghĩ là đến lúc mà bạn gặp cái chuyện gì, bạn gặp cái chuyện này, gặp chuyện kia, bạn bắt đầu bạn trách móc, bạn đổ lỗi cho người này, người kia, bạn bắt đầu bạn trách đời. Bạn phải là cái người bạn trách bản thân bạn ấy, đúng không? Thường thường là như thế này nữa này, cái dấu hiệu nha, mình nói là cái dấu hiệu của cái người mà người ta là cái người tử tế, người ta tử tế nhá, người ta tốt ấy, thì bạn cũng để người ta là những người ta sẵn sàng người ta tha thứ. Người ta sẵn sàng người ta tha thứ, trông vậy thôi. Kiểu như là trong họ có cái tốt, có cái tâm họ nó từ bi, nó tốt, sẵn sàng là tha thứ. Còn cái người mà không bỏ qua ấy, cái người mà đuổi cùng giết tận ấy, thì cái người đó không thể nói được người ta là cái người mà cũng tùy. Những cái này tùy mỗi người nhá, tùy mỗi người. Nhiều khi có những cái người ta lại nói là cái gì ở cái góc độ, cái góc nhìn khác ấy, thì có những cái trường hợp ví dụ như là quân thù hay quân giặc hay là kẻ thù hay là quân địch ấy, bạn nhớ nhé, thì nhiều khi nhân đạo lại là tự sát chẳng hạn, đúng không? Nhiều khi lại quá nhân từ, quá mềm lòng, quá yếu mềm ấy, thì nhiều khi lại hại mình, hại cả một cái tập thể. Thế nên cái chuyện này nó cũng tùy, nhưng mà đại loại là mình sẽ nói những cái người ta gọi là những cái cơ bản để chúng ta cảm nhận, chứ mình không máy móc, mình không nói sâu quá, máy móc quá nhiều khi nó lại chả có cái gì đúng chả gì sai. Nhưng bạn cứ để ý là như này này, thường cái người mà người ta là cái người ta tốt, người ta dễ tha thứ, dễ bỏ qua. Mà đôi khi người ta cũng dễ chấp nhận, dễ chịu đựng ý. Nhiều khi lại thế. Đúng không? Bạn đấy đi. Người ta, bạn làm cái gì có lỗi với người ta, ok. Có thể là người ta thế này thế kia, nhưng mà
người ta rất bực đấy. Nhưng mà nếu như bạn bạn kiểu như là bạn cứ nhận lỗi này rồi bạn thế này thế kia, người ta cũng dễ kiểu bỏ qua, dễ tha thứ cho bạn lắm, dễ mủi lòng lắm. Đấy là cái người tốt, cái tâm người ta tốt. Mà hơn nữa những cái người như vậy, người ta cũng có thể người ta cũng là những người rất hiểu biết đấy, bởi vì người ta cũng chẳng dại gì, người ta dẫn bạn lâu. Bạn làm gì thì dù gì bạn không tốt thì cũng không tốt rồi, người ta giận bạn lâu làm gì? Giận bạn lâu thì tự người ta làm khổ người ta chứ, người ta hơi đâu người ta đi, người ta giận bạn lâu làm gì? Bạn, người ta biết bạn là cái nghề bạn không tốt, ok người ta vẫn tha thứ cho bạn, nhưng người ta không quên, người ta không quên cái hành vi đó của bạn. Chính vì người ta không quên ý, thì lần sau ý, không có cái cơ hội để mà hợp tác, không cơ hội để cho bạn làm xấu người ta nữa. Người ta sẵn sàng người ta tha thứ, nhưng đừng bao giờ có cái cơ hội để bạn thế này thế kia, để bạn có cái cơ hội bạn làm hại người ta, bạn làm ảnh hưởng đến người ta, bạn làm tổn thương người ta. Đấy là cái người tốt đấy, nhiều khi nó lại là như thế đấy, đúng không? Nói chung người tử tế, người tốt, người ta là những người sẵn sàng tha thứ. Và cái thứ hai là như này này, người ta cũng rất là hiểu. Người ta hiểu cái gì? Người ta rất hiểu cho người khác, người ta dễ dàng, người ta thông cảm nữa. Dễ dàng thông cảm, người ta dễ dàng là người ta kiểu như là người ta đặt địa vị người ta vào người khác để người ta nghĩ, người ta hiểu được những cảm xúc của người khác. Cái người tốt đấy. Chứ còn những người không tốt, người ta chơ chơ lạnh lùng luôn ý. Mình nói những cái người mình đã nói rồi, những cái người thế này thế kia, họ có thể là họ thành công được cái gì đó, đúng không? Họ có thể vì cách sống của họ, họ có thể họ có được cái này có cái kia. Nhưng mình đã nói rồi, nó không bền. Cái gì nó không đi kèm với cái tử tế, không đi kèm với cái lòng tốt ấy, nó không bền đâu. Cái lập nó không bền đâu. Bạn hãy nhớ đấy, cái lập nó không bền tí nào đâu. Bất cứ cái gì, mọi thứ nó phải đi kèm với cả cái tử tế ở trong đó, đi kèm. Bạn là cái người bạn tốt, bạn tử tế, bạn là cái người bạn hiểu biết thì bạn sẽ ok. Kiểu gì thì kiểu gì thì bạn cũng là cái người, bạn sẽ là cái người sướng. Số bạn nó ok, số sướng mà nó bền ý, cái lộc của bạn nó bền ý. Còn nếu như bạn là cái người, bạn có những cái cách sống, có nhiều những cái thủ đoạn nhá, bạn có nhiều những cái phương pháp mà ok, kể cả cho dù bạn có được cái gì, nhưng nó không bền đâu, nó không hề bền. Mình nói đi nói lại rồi thì quy luật của trái đất này thì bạn biết rồi, bạn biết rồi những gì nữa. Bạn tốt nhiều khi nó đâu có thiệt đâu. Mặt đất đấy, như mình nói rồi đấy, cho đi rồi cũng nhận lại, chứ có đi đâu mà thiệt đâu. Trời thì nước bốc hơi lên trời thì trời cũng phải đổ mưa xuống, cũng phải trả chứ, nó cân bằng chứ, đâu có thiệt đâu, trông vậy thôi. Bạn ví dụ bây giờ bạn là những cái người bạn mưu mô, bạn thủ đoạn, bạn có những cái bạn làm những cái việc lợi mình hại người, đúng không? Để bạn có cái này cái kia, ok. Bạn hại được người thì có người khác người ta hại bạn, trông vậy thôi, nó là như thế đấy. Bạn cứ ngẫm đi, bạn cứ nhìn nhận đi, nhìn nhận lịch sử đi nhá, cứ nhìn nhận đi, nhìn nhận mọi thứ đi, nhìn nhận những cái người xung quanh ấy, cứ nhìn nhận là bạn biết, quan sát thật kỹ và là bạn biết.
khi chúng ta quan sát thật kỹ, chúng ta tự dưng chúng ta thấy cái, có cái nhân quả ở trong đó nó rất là đúng đấy. Nhiều khi mình cứ ngồi một chỗ, mình bảo là mình cứ mình phản biện lại cái nhân quả, mà nghĩ suy cho cùng thì nhìn rộng ra ấy, nó vẫn là đúng. Nhìn rộng ra, có phản biện gì thì phản biện, nhưng mà nhìn rộng ra vẫn thấy là cái nhân quả rất là đúng. Tất cả những người, người ta khôn ngoan, người ta không bao giờ người ta chọn những cái cách sống ấy mà lợi mình hại người. Nó chỉ được cái trước mắt, được cái sung sướng, cái trước mắt. Thì thực ra cái đó cũng chưa phải là cái sung sướng. Bạn có thể là vật chất, bạn có được cái này, có được cái kia, nhưng mà trong đầu bạn, bạn cứ để đi. Có một cái chuyện gì mặt bạn tái nguét ta liền đi. Bạn nghe cái thông tin gì mà nhiều khi trong cuộc sống là bạn cứ phải kiểu như là mắt mũi là cứ phải mắt mũi tai thiết là cứ phải phải bốn phương tám hướng. Mệt. Đâu có trôi đâu. Đúng không? Cái gì mà nó không đúng, đâu có trôi đâu, nuốt đâu có trôi đâu. Rồi bạn xem, bạn cứ để tất cả những cái người, tất cả những cái người mà cứ chọn cái kiểu như vậy, không sớm thì muộn. Sống đâu được yên đâu. Đúng không? Còn người ta, cái người ta gọi là cái gì? Cái cuộc sống mà nó hạnh phúc nhất thì nó phải là được yên bình nhất, nó an yên nhất, dễ chịu nhất. Đúng không? Dễ chịu nhất. Nó phải có cái tình người, tình cảm, cái tình người. Tình cảm tình người, ăn cơm rau, người ta có cái tình cảm tình người, người ta đọng lại, người ta sướng chứ. Bạn cứ để đi. Ăn cơm rau với nhau thôi, chén rượu nhạt với nhau thôi, mấy quả cà, mấy cái bìa đậu phụ, có tình cảm, có tình người, thích, sướng lắm. Chứ còn mâm cao cỗ đầy thế này thế kia, bạn thấy không? Ngồi ăn với nhau mà mặt mũi thì cười, cười rất là tươi, bỡ đỡ nhau, cười rất là tươi, nhưng mà ở trong lòng á, toan tính, trong lòng thì đối phó nhau, toan tính với nhau. Miệng thì nói một đường, nhưng mà trong lòng thì nghĩ một nẻo. Sống thế có mệt không? Quá mệt cái gì nữa. Đâu có sướng đâu. Không sướng đâu. Thôi, nhưng mà mỗi người một cái cách chọn. Bạn nhớ đấy, mỗi người cách chọn. Bạn sống kiểu gì bạn cảm thấy ok thì bạn cứ sống. Cái gì nó có cái giá của nó. Cái gì nó có cái giá của nó. Mà hơn nữa thế này nha, bạn cứ nhớ này, cái người tử tế, người ta không thể thiếu được cái đức tính này đâu nha. Trung thực. Bạn cứ tiếp xúc cái người nào là cái người trung thực, dứt khoát cái người đó là cái người tử tế. Mình không cần nói chuyện khôn ngoan hay không khôn ngoan gì ở đây. Cứ trung thực là người tử tế. Mà mình nói các bạn nhớ là thế này này, thật thà là cha quỷ quái, các bạn hãy luôn nhớ như vậy. Mình thấy những cái người, người ta thật thà ấy, trông vậy thôi, sức khỏe người ta khỏe lắm, trong cái khí của mỗi người ấy. Các bạn biết tinh khí thần đúng không?
trong cái khí lực của mỗi người. Bạn ấy là cái người thật thà ấy. Cái khí ở trong cơ thể, khí lực của bạn ấy nó khỏe, nó dồi dào. Bạn nhớ đấy, mà cái khí nó nuôi mình nói cái chỗ nào trong trong thân thể, trong cơ thể của bạn mà nó không thông ấy là nó đau. Mà cái khí bạn hít vào, khí, không khí, mọi thứ nhá, cái khí nó tụ nhiều cái lắm, nhiều thứ lắm, nó làm cho cơ thể bạn nó lưu thông đủ thứ, nó lưu thông. Mà cái khí của bạn ấy mà nó vững, nó mạnh ấy, thì cái yếu tố thật thà ấy, cái tinh thần của bạn ấy nó an yên ấy. Bạn cũng là cái người ấy, bạn thật thà ấy, rất vững, khí của bạn rất mạnh. Còn nếu như bạn là cái người à, bạn là cái người kiểu như bạn lo lắng nhé, khí bạn nó mất liền ấy, nó không tụ, trông vậy thôi. Hay là bạn là cái người bạn cứ muốn người khác công nhận này, muốn chứng tỏ, chứng minh này, muốn thanh minh, muốn giải thích này, muốn lấp liếm một cái gì, khí mất liền. Nó trông vậy, nó bay đi đâu, nó mất liền ấy. Mình nói cái này nó hơi, bạn nào phải nghiên cứu cơ thì bạn sẽ hiểu được. Còn mình nói cái này thì nó hơi ấy tí, nhưng mà đại loại là như vậy. Cái khí để mà tụ được hay không ấy, do cái tâm rất là nhiều. Thế những cái người thế này, bạn cứ thấy là những người thật thà, bạn thấy người ta mạnh, người ta có sức mạnh ấy. Bạn cứ để người thật thà, người trung thực, nhìn họ mạnh mẽ lắm. Còn những cái người mà kiểu rất kém thật thà, bạn nhìn người ta kiểu ở trong, bạn nhìn sâu vào người ta có cái gì, người ta hèn nhát, người ta yếu đuối, đúng không? Người ta kiểu như là người ta không vững, không vững vàng, kiểu như là xô cái đầy. Rồi cái kiểu như cái con người của họ, cái kiểu gió chiều nào xoay chiều đó, cứ thế này thế kia, nó không thật thà là không vững, khí nó không vững, sức khỏe không có, sức khỏe kém. Mà mình nói luôn là thế này, các bạn để ý này, cái người thật thà ấy, như mình nói rồi, thật thà nhiều khi họ hơi thô, họ không bao giờ họ nói họ là người tốt. Cái người thật thà không bao giờ họ nói họ là người tốt, không bao giờ họ thế này thế kia, họ nhận họ là những cái người mà cứ nói những cái điều để mà có lợi cho họ, không. Nhiều khi cái người thật thà ấy, mình nói có những cái lời nói kể cả mang hại cho họ, khiến cho họ chưa được thế này thế kia, họ vẫn nói. Gây cho họ những cái mà thiệt thòi, họ vẫn nói. Đấy là cái người thật thà đấy. Và họ cũng không phải vì một cái lợi gì để mà họ nói khác đi được. Đấy là người trung thực đấy. Đấy là người trung thực đây. Bạn để đi. Nhiều khi những cái người chúng ta kỵ, những cái người thật thà, cái lời nói của họ ấy, chúng ta nghe chúng ta cảm giác như nó hơi tiểu nhân tí. Các bạn cứ nhớ đấy, thường thường là như vậy đấy, cái tính của họ cái kiểu như vậy, nó bỗ bã thế này thế nọ, thì chính những cái người đó lại là những cái người thật thà. Chứ còn những cái người nào mà lời nói người ta nó hoàn hảo, nó trau chuốt, nó khéo léo, nó thế này thế kia ấy, chưa chắc. Các bạn nhớ đấy. Đấy, các bạn hãy phân biệt. Riêng cái đó là các bạn hãy phân biệt, các bạn hãy để ý. Cái điều đó là chúng ta phải để ý. Thank you.
Rồi là như thế này nữa này, mình nói qua một vài cái thứ nữa để bạn cũng để ý là những người trung thực người ta thường là người như nào nhé. Thứ nhất là bạn cũng để ý là người ta cũng là những người, người ta cũng không gian lận, không gian lận thì không gian lận, không vì một cái gì mà gian lận bất cứ một cái gì. Đấy là cái người trung thực, người ta có đầy cơ hội để người ta gian lận, nhưng người ta không, không phải là người ta không tham mà người ta biết, người ta biết kìm mình. Ừ, người ta biết kìa mình trung thực đấy, người ta sợ những cái thứ mà nó sai. Ừ, sợ những cái thứ mà làm sai sai với người khác, mà sai với chính cái lương tâm của mình, người trung thực đấy. Hay là như thế này nữa này, cái người mà trung thực ấy thì họ sống đúng với mình, họ sống đúng với mình, nhiều khi nhá họ cũng không che giấu bản thân. À, đấy, không che giấu bản thân, không úp úp mờ mờ, ăn nói không lòng vòng, không úp mờ, không lòng vòng, không che giấu. Đấy là cái người trung thực đấy. Bạn cứ thấy là những cái người mà cứ úp úp mờ mờ, che che đậy đậy, giấu giấu giếm giếm, những cái người này này nọ, bạn thấy người ta đâu có phải là những cái người mà trung thực đâu. Hơn nữa những cái người trung thực, cái người tốt thì họ cũng thường là những cái người mà kiểu như là họ, mình nói là những cái người thân, người ta yêu thương những cái người thân của họ, từ gia đình, những cái người thân thì yêu thương cả những cái bạn bè, những cái mối quan hệ mà tốt, người ta sống tử tế, những người trung thực đấy thường người ta có những cái tố chất như vậy. Còn những cái người mà gian dảo, những cái người người ta sẵn sàng, người ta đè đầu cõng cổ người khác, sẵn sàng là đi trên đầu trên cổ người khác thì chưa phải là trung thực. Có những cái người mồm nói thì ok, nhưng mà trong lòng thì họ sẵn sàng họ làm những cái điều không ok, người đó lấy đâu ra mà trung thực, đúng không? Mà thường những cái người trung thực họ cũng là những người họ cũng giản dị, bình dị, giản dị. Ừ, cuộc sống họ cũng chỉ kiểu như là họ không không có cầu nó quá nhiều đâu, thì họ kiểu như là đôi khi họ là cái người họ biết đủ trung thực ấy, đôi khi họ biết đủ, không tham đâu, không tham đâu, cái tôi không lớn đâu. Ừ, nhiều khi cái người trung thực, cái tôi người ta không lớn đâu, đôi khi lại xuề xòa, đôi khi xuề xòa, cái tôi không lớn. Ừ, nói gì thì nói, những cái người trung thực người ta là những người trông vậy thôi, nhưng mà người ta sẵn lòng, người ta giúp đỡ người này người kia, các bạn ấy kể ở người ngoài người ta giúp, người ta đi ngoài đường người ta thấy người này người kia, người ta gặp chuyện này cái chuyện nọ, giúp đỡ được là người ta sẵn lòng, người ta giúp đỡ, giúp đỡ, đúng không? Cái người trung thực, trung thực thì đương nhiên là người tốt. Hay là như thế này nữa này, các bạn nào ấy, các bạn là những người ấy, bạn cứ có những cái tình yêu động vật ấy, hay yêu những cái thú cưng ấy, hay là như thế nào ấy, bạn cứ để ý, thì bạn cũng là những cái người, bạn là những người tốt, cũng là người tử tế, cũng là người tốt. Kiểu như ở trong bạn, bạn có cái tình cảm, trong bạn có cái lòng trắc ẩn ý, yêu động vật, yêu thú cưng các thứ ấy, đấy là ok, bạn là người tốt đấy. Và những cái người như vậy mình thấy là họ cũng đều là những cái người họ lắm độc đấy, có phúc đấy. Còn những cái người trơ trơ, mình nói là nhiều khi có những cái người động vật thú cưng người ta ghét, có khi người ta còn thế này thế kia, nguy hiểm lắm. Đó, video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.